Người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng thường phải làm việc trong điều kiện áp lực và cường độ cao. Trong khi đó, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản của một bộ phận người lao động vẫn còn thấp. Trước thực trạng đó, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, Quỹ Vì Tấm Vóc Việt phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp cùng sự đồng hành của nhãn hàng Dạ Hương, dược phẩm Hoa Linh tổ chức khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho khoảng 800 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giai đoạn 3 của dự án Vì Mẹ và Bé, Vì Tấm Vóc Việt. Trước đó, khi chương trình tiến hành khám và tư vấn sức khỏe sinh sản cho người lao động tại Hà Nội vào năm 2018, có tới 70% số lao động nữ đến khám được phát hiện có bệnh phụ khoa. Sau Hà Nội và Bắc Ninh, năm nay chương trình tiếp tục triển khai tại Vĩnh Phúc. Dự kiến trong giai đoạn 3 sẽ có ít nhất 3.000 lượt người lao động được hưởng lợi từ chương trình.